Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh review đồng hồ của Gia Bảo Luxury. Ngày hôm nay, như các bạn đang thấy trên tay tôi đây chính là hai chiếc đồng hồ sport của Rolex. Một chiếc chính là chiếc Rolex GMT Master 2 và một chiếc là Rolex Submariner. Và đặc biệt là đây là điều không phải là hai bản bình thường của hai cái dòng này. Một chiếc đó chính là chiếc GMT Master 2 có vành gốm ceramic hai màu, và một chiếc là Rolex Submariner có vành bezel và mặt số đều là màu xanh lá cây. Thì video này của chúng tôi hôm nay sẽ dành ra để phân tích cái sự giống nhau và khác nhau cơ bản của hai chiếc đồng hồ nhìn na ná nhau như thế này. Đây, như các bạn đang thấy. Vâng, và điểm giống nhau cơ bản về ngoại hình của hai chiếc đồng hồ này đó chính là hai chiếc đồng hồ này đều sở hữu lớp vỏ Oyster 40mm. Và đó, như bạn đang thấy, lớp vỏ Oyster 40mm, núm chip lock góc 3 giờ và vành gốm Cerachrome chống xước. Tiếp đến là thép 904L, đó, thêm một loại thép độc quyền của Rolex. Và cuối cùng đó chính là sử dụng dạ quang Chronomalight hiện đại. Đây, như bạn đang thấy, đây chính là dạ quang của hai chiếc đồng hồ. Bên tay trái là GMT Master 2, bên phải chính là Rolex Submariner. Vậy thì điểm khác nhau giữa hai chiếc đồng hồ này ở đâu và khác nhau như thế nào? Đầu tiên thì chiếc GMT Master 2 là dành cho những người thường xuyên thay đổi chiếc đồng hồ giờ, và chiếc Rolex Submariner thì dành cho những người thợ lặn chuyên nghiệp. Đó, hai chức năng hoàn toàn khác biệt. Sự khác biệt ấy còn một phần nữa khi quay vành bezel. Đây, như tôi đang quay vành bezel của Submariner thì các bạn có thể nghe thấy tiếng những tiếng tách 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 nhỏ. Đó. Mà điều này thì lại không có ở trên GMT Master 2 đâu. Đây, như các bạn đang nghe thấy, nó chỉ nhỏ, rất nhỏ nhỏ, gần như là không nghe thấy. Tuy nhiên là vành gốm của Rolex GMT Master 2 có thể quay được hai chiều, mà thương hiệu này người ta gọi là bi-direction đó. Và chức năng của hai cái vành bezel này thì tôi đã có cái video chi tiết hướng dẫn rồi, các bạn có thể xem ở kênh YouTube này của chúng tôi. Đó. Tiếp đến đó chính là cái dây. Các bạn có thể thấy được hai bên phần ngoài của cái dây này thì đều mài sước mờ, còn phần giữa thì Rolex GMT Master 2 được đánh bóng gương rất là tỉ mỉ. Và không giống như Rolex GMT, Rolex Submariner thì trải xước toàn bộ. Đây thì các bạn đang thấy hai chiếc đồng hồ này đặt cạnh nhau, dây của hai chiếc đồng hồ này đang đặt cạnh nhau đây. Đó, sự khác biệt tương đối là lớn. Cuối cùng thì có lẽ phần khóa chính là cái điểm khác biệt mấu chốt giữa bộ dây của hai chiếc đồng hồ này. Vâng, như các bạn đang thấy, khóa của Rolex GMT Master 2 thì là khóa EasyLink, có thể sử dụng chốt để làm tăng giảm cái chiều dài lên đến 1cm. Đó. Và tuy nhiên hiện đại hơn đó chính là khóa của Rolex Submariner, không cần dùng bất kỳ một công cụ nào, chúng ta vẫn có thể chỉnh được một cách rất dễ dàng. Đây, như bạn đang thấy, đó, giật xuống, kéo, ấn lên, xong. Đó, không cần bất kỳ một cái loại tool nào để tác động vào. Đó. Cuối cùng mà tôi muốn đề cập trong video này đó chính là cỗ máy của hai chiếc đồng hồ này hoàn toàn khác nhau. Chiếc GMT Master 2 thì sử dụng cỗ máy 3186 với dây tóc xanh parachrome, 48 giờ dự trữ năng lượng và tần số dao động 28.800 nhịp trên 1 giờ. Còn cỗ máy của Submariner là cỗ máy Caliber 3135 rất là nổi tiếng. Nếu để nói về độ phức tạp thì cỗ máy Caliber 3186 của GMT phức tạp hơn Submariner. Đó. Giá hãng của hai chiếc đồng hồ này cũng có sự chênh lệch nhất định. Đó chính là Rolex Submariner GH có giá hãng niêm yết là 9.050 USD, còn Rolex GMT Master 2 phiên bản Batman
có giá hãng niêm yết là 8.950 USD. Tuy nhiên đó chỉ là giá hãng thôi, còn giá giao dịch chúng tôi tham khảo tại Chrono24 thì Rolex GMT Batman có giá rơi vào tầm từ 10.000 đến 10.500 USD, còn Rolex Submariner ZH có giá rơi từ 10.000 đến 11.000 và trên 11.000 USD. Nếu các bạn yêu thích đồng hồ, hãy like, share, subscribe kênh YouTube của chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất các bạn nhé. Xin cảm ơn.